Sao là cầu hôn công chúa Ngọc Hoa cho hoàng tử dân anh? Thì ra là vậy. Này sứ Triệu, theo sự hiểu biết của ông thì nước Trần của tôi như thế nào? Dám hỏi ngài đây là đại nguyên soái Hồng Đại Lực, kiêm chức bá chư hầu toàn tướng quân. Xin đáp cùng nguyên soái, Tần là đại quốc. Do đâu Tần là đại quốc? Nhờ chiến thắng Tề. Theo luật chư hầu, đại quốc dành cho người chiến thắng. Đại quốc còn có nghĩa gì? Đại quốc được quyền là phụ mẫu. Còn tiểu quốc? Tiểu quốc phải thủ phận là tử tôn. Tiểu quốc thủ phận là tử tôn. Tôi hỏi ông, có đời nào con cháu mang lễ vật đến cầu hôn cha mẹ không vậy hả? Thì ra ngài coi nước Triệu tôi là tiểu quốc à? Chứ còn gì nữa. Vậy thì tôi xin cho ngài được biết thêm, Tề bị liệt vào hàng tiểu quốc vì bị thua trận. Nhưng ngài cũng nên nhớ rằng, cũng có lần Tề quân sang đánh Triệu nhưng cũng không xong. Vậy thì giữa hai nước Tần và Triệu, làm sao phân biệt được ai hơn ai kém? Sứ Triệu, thôi không qua chuyện đó đi. Sứ quan tiếng gì ấy?
cầu hôn công chúa Ngọc Hoa cho thái tử Triệu à. Hảo ý, lòng cảm thêm vui. Giữa trước thềm rồng, trẫm cho phép sứ quan cùng công chúa Ngọc Hoa hội diện. Đội ơn bệ hạ. Nội thị, truyền cho công chúa Ngọc Hoa nhập triều. Đúng rồi. Dương kính chúc miên trường vững lộc, triều đình cha miễn lễ còn khá bình thường. Dạ, đội ơn phụ dương. Trước mắt xứ tôi thấy một hào quang sáng tỏ, một ánh nắng đã sáng soi được cho hai dân tộc được liên minh, trăm họ sẽ được lạc nghiệp ấu ca, bắt nguồn bởi dung nhan của công nương đang khởi sắc. Hoàng tử dân anh nước tôi thật vô cùng hữu phước. Được tin sứ Triệu sang Tần nói chuyện cầu hôn, nhìn con Tần như một niềm vui đang mở hồi. Hoàng tử ơi, nếu như hoàng tử thay tôi sang đây làm sứ giả, được ở đây, được lắng nghe tiếng nói của công nương, được chiêm ngưỡng một nhan sắc diễm kiều, người mà mình định sẽ trăm năm kết tóc. Sống mà xem như một ngộ ai là hai cạnh người ở đây nhắm sao gửi tâm sự, người bên đó có tâm sự để nhắn sao. Hôm nay là ngày quan hỷ của triều ca, trên lưỡng quốc kết xuôi gia, dưới đôi trai trẻ sánh duyên cùng gái sắc, để tôn trọng tỏ tình lời son sắc, sự giả cùng ta đồng ký ước hộp hòa. Ơn đức thánh ban phúc gọi nhục, sứ quan tôi xin thay mặt vua đặt bút ký. Nội thị, văn phòng tư bửu. Tần và Triệu độc ưng ký kết, ngoài là tình liên quốc, trong là nghĩa thông gia. Nếu mai đây có giặc ngoại bang xâm chiếm, Tần nghiêng Triệu đỡ, Triệu ngã Tần nâng. Nay giặc chu quấy nhiễu, chúng chế vào quyển đồ cận binh thư của Lục Giác chân nhân. Để bảo tồn thanh thế và danh dự trong tịch nghĩa xuôi gia, tôi Tần Dương Đại Đế Thủy Hoàng xin cấp cho quyển đồ trận binh thư để ra quay trờ trừ giặc chu ngạo mạn. Lượng ban đồng ưng ký. Muôn tâu dùng lục binh thư phá hủy giặc chu, ta làm như thế sanh linh cam đồ tháng. Coi kìa, đã là tình thân thiện, sao Triệu Quốc lại bỏ ta? Nghĩa thông gia ta đã trót nặng tình, gây nghiệp cả, ta tỏ tình công bằng hữu kia mà. Muôn tâu thần xin chịu tội, không thể nào làm theo ý của đại dương. Thì giết cầu hôn này nào có nghĩa chi, hãy xem như con nhà mộng tình xui gia sẽ không thành hiện. Triệu và Tần chấm dứt kể tận đây. Phụ dương sẽ sang đây mà mình định là cầu hôn. Nếu là tình hòa hợp thông gia thì làm gia nào để ta đơn phương. Nếu ngày mai này tận nhiên nữa vốn quyền,
cần phải giúp đỡ Nguyên. Việc kết không thành theo gió thành mây. Ôi nát lòng đành chấp nhận thương đau. Có lẽ là vì của con nhân. Hạnh phúc sinh dành tội trọng cho sanh linh. Sư quan hãy ký vào. Sư triệu ký vào. Công nương hỡi, xin cảm thông qua ngụ ý sứ tôi. Việc nước trước tình nhà. Muôn tâu thần xin chịu tội chứ không thể đặt ký vào đó được. Thế mới biết được tâm ý của triệu chưa. Xin đại vương quyết định cho thần đổi một lời. Thay mặt vua sư và thẩm quyền, tất cả triều thần đang chờ quyết định của sư quan ký vào. Xin công nương cho tôi tường cáo ý. Nếu sư quan là tôi, sư quan nghĩ sao về việc này? Thần sẽ không ngần ngại mà từ chối việc cầu hôn và truyền lệnh đuổi sư quan về nước. Tình thế đã khác hẳn rồi. Công nương muốn nói gì? Dù sư quan có thuận theo ý của phụ chương thì cũng không sao tránh khỏi 50 vạn quân sang sông phá triều. Công nương, thật thế sao? Làm sao có thể lấp biển dời nôn khi lòng của Tần thị hoàng mong ước gồm thấu thiên hạ. Sư quan hãy lập tức rời khỏi nơi đây, vì sự có mặt của ngài là một thuận lợi cho phụ vương để ý đồ sống lược. Vâng, thần xin lãnh ý công nương. Công nương hỡi,
cớ sự này xảy ra, biết bao thuở ta mới gặp lại nhau. Trước phút chia xa, công nương có lời nào thương gửi cho thái tử của tôi không? Dài lời xin nhắn, ước mơ ngài tương quan. Tim công chúa ngọc hoa đang chờ mong cưới trọn tình đầu. Nơi biên cương chàng trai phiêu linh, mắt sông thương nâng trời trăng. Ôi nàng trắng trong không lường thấp cao, hai đường sánh duyên. Phước đan trong đời. Thứ quan ơi, lời từ ta muốn thuốc câu dình bị khương là tâm. Ta như vậy mà đỡ xót đau hơn như dòng sông ngân ngữ chất phân kỳ. Sống mà chi mang nhớ thương quanh tháng từng ngày. Cầu thức đã chia đôi ngả như vậy mà còn chi phúc được. Nhớ đừng quên.
dài núi tóc gà lắm người yêu lệ thắt má môi hồng. Dương Anh. Ngọc Hoa. Dương Anh. Xin vĩnh biệt. Đừng hòng thoát thoát thái tử triệu Dương Anh. Dương Anh. Ngọc Hoa. Dương Anh. Ngọc Hoa. Sang tận mạo danh sứ hoàng, làm các quan trọng nô tương sứ hoàng, nó kêu sang tận nghĩa tình kết thông, mưu toan lừa quân Dương Tông, ta ban truyền phong thay. Mà làm dốc sức đại dương được, ta giữ làm con tin gửi thân mi từ đây. Hết kỵ binh đi lên. Được quá. Giao quá. Trời. Mẹ con ta, mẹ biết không, nếu không là chức giảng hổ hầu thì cũng vàng bạc mẹ con ta xài mệt luôn. Nghe nói phát ham rồi á. Cái gì mà dịp mai, cái gì mà chức giảng hổ hầu, rồi còn vàng bạc ở đâu mà mẹ con ta xài mệt. Ngọc Đường, mau nói rõ cho mẹ nghe coi. Ủa mẹ, mẹ bộ mẹ chưa hay gì sao? Mẹ có hay biết cái gì đâu, tối ngày mẹ mãi lo trong bếp á đó. Như hôm nay con thấy chủ gia của mình á là quan thừa tướng mở đại tiệc để khoản đãi hai vị khách quý, mẹ có rảnh rang gì đâu mà hay biết. Trời ơi mẹ ơi, mẹ quê quá à. Trời ơi đất ơi, cái thằng quỷ. Ủa dạ, sao mày dám nói mẹ quê? Con nói mẹ nghe nè, hồi sáng này con đẩy xe đưa quan thừa tướng đi chầu bệ hạ, ngồi đợi ở phía ngoài thì con thấy chiếu văn bố cáo của hoàng thượng treo khắp nơi. Vậy có gì đâu gọi là may mắn. Có chứ mẹ. Nè, thái tử Dân Anh đi sứ sang Tần, bị vua Tần bắt giữ làm con tin, cho nên hoàng thượng ngày đêm lo nghĩ, treo tờ cáo thị, nếu ai có tài đi sứ sang Tần cứu thoát thái tử Dân Anh trở về thì sẽ được phong chức giảng hổ hầu. Đó, mẹ nghe chưa? Như vậy mà mẹ con mình không may mắn sao được hả mẹ? Thôi rồi, cái điều này là 6 tháng nắng 6 tháng mưa, tái phát vô mày rồi có phải vậy không? Mẹ, trạng thái con vẫn bình thường mà mẹ. Vậy chứ không phải sao? Cái chuyện quốc gia đại sự, vua truyền nhân tài chọn người đi sứ, cái việc này có ăn nhập gì tới mình đâu. Thôi thôi, mau đi cắt cỏ cho ngựa ăn đi, mẹ còn vào bếp lo chuyện bếp núc nữa. Mẹ, mẹ, cái mẹ gì? Mẹ quan đi đó mẹ. Mẹ, mẹ ra giúp con đi mẹ, tội nghiệp con mà mẹ. Trời đất ơi, con bây giờ mày tính kêu tao đi cắt cỏ cho ngựa ăn đó hả? Trời ơi, không có phải gì đâu. Mẹ ơi, mẹ, mẹ làm con muốn điên lên đây nè mẹ ơi. Trời đất ơi, sao tháng nắng hả con? Không có nắng gì hết đó mẹ. Vậy là 6 tháng mưa. Cũng không có mưa gì hết.
mà con muốn nhờ mẹ vào thưa với gia chủ mình là quan thừa tướng, ta nhờ ngài tâu với hoàng thượng xin cho con đi sứ. Trời, trời đất quỷ thần ơi, trời ơi là con, đường ơi là đường, hết chuyện rồi, hết chuyện con giả ngộ. Sao con định giả ngộ với vua? Mẹ, mày muốn tự giận hả? Mẹ à, con thật là muốn nói với mẹ mà mẹ, mẹ giúp con nha mẹ. Thôi đi cái ông điên, ai đời tên Sa Phu mà đòi đi sứ. Mày chết đó thì đành rồi, nhưng tại sao lại lôi cái mụ già này theo để chết cùng cho vui? Mẹ chưa hiểu nổi ý con đó mẹ. Để hiểu ý con, mẹ phải làm sao đây? Thứ nhất là tài gánh nước, thứ hai là cắt cỏ cho ngựa ăn, còn cái tài thứ ba, nghề Sa Phu là nghề rất thành thạo, sáng tới chiều bổn phận đưa chủ đi. Đời tứ con mẹ đây qua rõ. Trời ơi ông điên, Sa Phu mà đòi đi sứ, con tôi nó điên loạn mất rồi. Mẹ à, con đã hết lời xin sao mẹ chẳng thương từng. Đây là việc con ra đời, con lượng sức mình mới dám cầu giao. Nếu chẳng ra hơi, làm sao biết được biển rộng sông dài, hay năm tháng chịu miệt mài gắn gói trọn đời với kiếp Sa Phu. Con nói thì mẹ nghe cũng phải đó, nhưng mà cái việc này rất là quan trọng. Đi sứ sang tầng, ít ra cũng phải có trăm mưu nghìn kế mới cứu được thái tử ra khỏi đất địch. Mà con thì có tài gì? Tuy rằng mẹ biết bấy lâu nay con có ôn văn luyện võ, nhưng mà mẹ chưa có thấy cái tài của con, thì làm sao mẹ tính cho được? Mẹ, có khó gì đâu. Mẹ thử khai thác con, mẹ sẽ rõ. Khai thác? Ừ. Mẹ dốt nát quê mùa, biết gì đâu khai thác. Có việc nhỏ thì mới ra việc lớn. Để mẹ nghĩ coi. Bây giờ mẹ tính vậy. Bây giờ mẹ đứng đây, cái mẹ vẽ cái vòng tròn. Con làm sao mẹ ra khỏi cái vòng tròn này, mẹ mới tin được cái tài của con. Ý chết rồi mẹ ơi, bỏ kiến lửa, bỏ kiến lửa kìa mẹ. Trời ơi, sao nãy giờ mẹ không chịu nói, để tao vẽ cái vòng khác. Thôi 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 mẹ. Mẹ khỏi dễ nữa. Ủa sao vậy? Mẹ thua con rồi, mẹ đã bước ra khỏi cái vòng rồi đó mẹ. Ủa nào? Đó, thì cái vòng có ổ kiến lửa đó mẹ. Cái thằng này nó hay quá vậy ta. Kế của con thiệt là chớp nhoáng luôn nghe. Đó, con nói rồi đó, mẹ có tin con chưa? Bây giờ mẹ mới tin con đó. Đi chết rồi mẹ ơi, nắng lên đứng bóng rồi, con phải đi rước quan thừa tướng. Mẹ, mẹ ráng giúp con nha mẹ. Con cảm ơn mẹ. Mẹ sẽ làm gan thưa chuyện với quan thừa tướng. Mẹ ơi, con thương mẹ quá à, mẹ ơi. Đây mẹ. Thưa đại ca, đại ca cho gọi chúng em sang đây là bàn việc quốc sự à? Phải. Trước tiên ta cho biết qua sự việc, sau đó ta mưu cầu việc lớn. Nếu thái tử Triệu Chân Anh còn sống thì ta khó bề soạn đế. Vì mộng ước của ta với ngôi cao lộc cảng, ta phải là hoàng đế. Nhìn ngay vàng triệu quốc hiện nay là và liên pha bất tài, chỉ có ta mới đang ngự ngôi cao niềm chưa có dịp mà thôi. Ta sẽ kết giao cùng Tân Nghĩa kia đánh bên ngoài, ta chống bên trong, ý của ta phải giết chết tử hoàng thì bên này lòng ta mới an. Việc dễ như chơi mà ta khó thỏng ngừng, ý kiến gì mau giúp. Dạ.
chà, bà tổng khẩu của ta đây mà. Sao bữa nay gọi ta là thừa tướng mà không gọi gia chủ? Vào trong lối tiệc đi. Dạ, dạ kính bẩm, việc nước chưa an thì làm sao việc nhà an cho được à? Bữa nay ai nhập bà ăn nói khác thường, bà biết gì mà việc nước với việc nhà hả? Dạ biết chứ, hễ quốc phá là gia vong, mà chủ buồn thì tớ chết. Tôi còn biết chúa thượng đang âu lo, cả triều đình đều tuân chỉ, phải tìm cho ra kẻ sĩ để đi cứu hoàng tử Vân Anh. Vậy ở đây bà chọn ai đi sứ? Chẳng lẽ là bà đi? Dạ, dạ không phải tôi, mà là... Là ai? Dạ là... Ai? Dạ con tôi. Thằng Trịnh Ngọc Đường, bà đừng quên nữa là tên xa phu của ta. Thì ra là thằng Trịnh Ngọc Đường nó nhờ bà vào đây nói với ta tiến cử cho đi sứ sang tầng. Dạ trăm lại gia chủ, ngàn lại gia chủ thương tình. Hồi sáng này nó thiết tha năn nỉ với tôi hết lời, xin gia chủ cảm thông cho tình mẹ thương con, nên tôi mới dám liều mạng vào đây thưa qua cùng gia chủ. Chuyện này quả thật là điên rồ, nhưng ngẫm lại cũng hay hay. Bà ra gọi nó vào đây cho ta biết qua cớ sự. Dạ đội ơn gia chủ, dạ đội ơn gia chủ. Đường ơi, đường ơi. Dạ, con Trịnh Ngọc Đường xin bái kiến gia chủ. Đường, mày đó hả Đường? Dạ. Vậy mà tao tưởng lục giáp tiên ông hạ giới chứ. Trịnh Ngọc Đường con, ta có nghe mẹ con vào đây nói lại, nhờ ta tiến cử cho con đi sứ sang thành. Các quan triều đình dù cho là bậc thượng đại phu hay là quan gián nghĩ phải bó tay, hà tất tên xa phu hèn mọn như mi lấy gì tính cậy thay vua sang thành làm sứ giả hả? Và bỗng gia chủ, con tự thấy mình có bổn phận làm dân trong nước, hệ quốc gia hữu sự thì thất phu hữu trách. Có vui sướng chi ngày trà rượu tối cuộc cờ, khi quốc phá gia vong gây khói lửa. Nếu mi đi sứ thì mi phải làm sao để làm những gì? Và bỗng gia chủ, người nào muốn thành công trong việc này thì phải tài gồm văn võ, học rõ thế gian, ra coi việc võ, vào quản việc văn, ngồi trung nguyên làm cho an huệ hạ, bá chiến bá thắng, lấy sáu nước như trở tay. Phải hội đủ với những điều ấy thì mới xứng danh cứu quốc đại tướng quân. Nhưng liệu ngươi còn nhỏ tuổi quá, có thể tin tưởng không nào? Và bỗng gia chủ, thuở xưa có Châu Công Cẩn có bao nhiêu niên kỷ đâu mà sông Xích Bích đã thiêu 83 môn binh của Tào Tháo tan tành. Xưa anh hùng còn lắm kẻ mài xanh, nay hào kiệt lại chẳng có trăng thơ ấu sao gia chủ? Lời lẽ của mi thật là hữu lý, nhưng phải đi đâu với việc làm? Ta muốn luận về danh, liệu ngươi sẽ nói làm sao với vua Tần khi đến đất Tần? Và bỗng gia chủ, trước con xét cho rõ ý, sau nói năng phải lựa lời, cũng như sóng bổ theo gió, không thể nào lượng trước được. Hay lắm, còn võ thuật. Dạ thưa đại ca, còn võ thuật thì để cho em khai thác đó. Đúng rồi đại ca. Ngọc Đường, ta cho con biết hai vị này cẩn thần của ta. Vì là thần mưa, ấy là thần gió. Nếu như con thắng nổi hai vị này, ta sẽ tiến cử cho con đi sứ. Bẩm gia chủ, xin cho phép con thử. Mời. Mời như vậy. Mời. Chả. Hay lắm, Trịnh Ngọc Đường quá bậc văn võ song toàn. Việc đi sứ để ta định liệu.
Nhưng việc quan trọng như vậy, ai dám nghĩ tên Sa Phu vô danh tiểu tốt đại diện một nước đi sứ bao giờ nước này ban biết được còn gì là quốc thể. Ngọc Đường ít ra phải có một chức phận. Ý, nếu con là dưỡng tử của ta, việc không khó cho ta tiến cử. Nếu được gia chủ thương tình giúp đỡ, con nguyện liều chết để đền ơn. Không đến nỗi phải liều chết đâu con. Trên bước đường công danh cha con ta còn tiến xa hơn nữa. Có nghĩa là tới tột đỉnh. Tột đỉnh? Tột đỉnh cỡ nào? Bấm vua! Vua! Cha là vua, con sẽ là hoàng tử. Có nghĩa là nhiệm vụ của con là phải giết chết thái tử Triệu Vân Anh ngay ở đất tầm. Ở đây ta sẽ giành lấy ngôi báu. Sao mỗi việc ta đặt niềm tin ở nơi con? Con xin cẩn thận, tuân lời cha dạy. Con ngoan của ta, ngày mai ta bắt đầu vào công việc. Vậy con có lời lẽ nào làm mát dạ ta không? Nếu công việc không thành, con thề sẽ không trở lại. Nếu làm sai lời cha dạy, con xin chịu chết dưới tay cha. Vậy là con ngoan của ta, việc đi sứ để ta lo liệu. Đội ơn cha. Ngọc Đường. Mẹ, thừa tướng có nhận lời giúp con không? Mẹ ơi, chẳng những quan thừa tướng đã nhận lời giúp con mà ngài còn nhận con làm dưỡng tử Minh Linh. Mẹ, mẹ đã nghe tất cả. Mẹ ơi, con phải làm sao bây giờ? Có khó gì, con hãy nghe lời mẹ dạy. Con hãy đi cứu hoàng tử Vân Anh trở về. Được như vậy, chữ trung con cũng dẹp, mà nghĩa chủ tớ thừa tướng cũng nở mặt nở mày. Còn nếu như con làm trái lời mẹ dạy, thì con phải gánh chịu tội tài trời là bất hiếu, vì mẹ đã tự tử khi hay tin con thí chúa. Mẹ! Ngọc Đường, con đã lớn khôn rồi, mẹ để cho con định liệu. Mẹ, con hãy lại đây với mẹ. Mẹ, mẹ biết nói gì đây trong phút giây này? Tạm biệt hay là vĩnh biệt? Mẹ không muốn rơi lệ trước lúc chia xa. Con hãy chuẩn bị hành lý rồi đi ngay đi. Thưa mẹ, con... Con đừng hứa gì thêm cả. Con muốn mẹ thấy ngày con về với cân đai áo mão. Thì con hãy nhớ lời mẹ dạy. Con xin vâng lời mẹ dạy. Dương mình trong thời chiến, người hùng dũng gươm giết thù, càng đời lực danh sử truyền. Con ra đi trên đường dài, mẹ đưa tiễn, chân con bước sang từng đêm dài, hai lòng nhung nhớ hoài. Nay vào trong lửa khói, dặn tầng xu quân chiếm mừng, sầu lẽ rơi khắp xin chia tay bên mẹ già dân. Con xin gói giọt lệ rơi vào hôn ngày đưa tiễn con. Con đi nghe lòng mẹ buồn quá, đêm ra ngoài ngó ngóng trông. Lúc con tôi trở về cho tổ quốc được quang lưng, nhớ đi mau về nhé theo mẹ chờ. Mẹ, trên đường xa hải lý, mang bao nỗi niềm, bụi hồng quê hương quốc dân. Nơi xa khơi trên đường dài, nghìn thương nhớ,
tấn nguyên màu quang thai. Tình sông núi ca lại mẹ con đi. Thần có điều muốn thượng tấu với Quân Dương. Có phải chuyện của thừa tướng làm cho khanh không an dạ? Buồn tâu, thừa tướng ý tình không ngay thẳng, cậy ngọc được bị sơ sang tần. Chờ thời cơ kề cận nước Đông Cung rồi hạ sát. Ông bên đây lập mưu xoắn đế, dù Đông Cung võ nghệ có tinh vi, sao tránh khỏi kẻ tiểu nhân mưu thâm độc. Như vậy ta phải làm gì để làm trước ngăn sau? Buồn tâu phải mua lọc trên xa phu trên hết, bằng châu báu ngọc ngà hay vàng rồng bạc nén. Rồng châu báu ngọc ngà cũng không vàng rồng bạc nén. Với ngọc đường ta chỉ mua bằng tình thương như ruột thịt, có nghĩa là cùng chung một gia tộc để chia sẻ những vui buồn. Chúa thường phải hy sinh, gã công chúa tiếc dành cho tên xa phu sĩ tốn. Lãng đại phu, sau khánh bày cho thẩm tệ, dầu sao công chúa cũng là đồng nghiệp trăm anh. Muốn tâu ta phải làm như thế, ta mua kẻ phù đổi lại là người thân. Thần xem nộp đường chẳng kém bận tinh anh, nếu được một nhà thì sẽ đẹp tình gái sắc mộ tài trai. Lời lẽ quân sư là lòng trẫm đắn đo, ý của quân sư quả là tuyệt hảo, nhưng trẫm ngại rằng người không đẹp dạ lại là công nương. Thần cũng đang lo nghĩ, chỉ còn chờ quyết định của công nương thôi. Thôi được, nội thị dạ, cho mời công chúa Tuyết Nhân đến đây gặp trẫm. Đúng lắm. Phụ Dương xin ấn hầu nghe dạy. Trẫm miễn lễ con hay bình thân, đội ơn Phụ Dương. Nhìn Tuyết Dân trẫm lại nhớ tới dân anh, nơi khách địa cam khổ sầu trong mưa bão. Tuyết Dân con nghĩ thế nào về số phận của anh con? Phụ Dương ơi, con vui sớm chi nơi điện ngọc cung son, khi hoàng quân nơi tận ban cam đại đoan. Trên chính bề gió sầu không đồ, thì lễ cung sống cũng đã cùng thiếp mùi thiên xa. Yeah.
lời thương cảm của công nương khiến cho lão phu thêm chạnh lòng. Nhưng hiềm gì tôi là thân gái thì làm sao cứu nước có phải vậy không? Tuyết Vân, nếu như con là một bậc nam nhân thì con sẽ đề hương khóa mã. Nhưng thân phận đào thơ, con biết cứu nước bằng cách gì? Bằng sự hy sinh cũng đủ lắm con. Bằng sự hy sinh? Nhưng bằng cách nào tâu phụ vương? Cha đang lo cho sinh mạng của anh con, nơi khách địa ở trong tay giặc. Vì thế cha mới kêu gọi triều thần tuyển sĩ khắp nơi. Cha sẽ phong chức vạn hộ hầu cho ai cứu được anh con. Rảo bước khắp nơi mới tìm được một người võ nghệ thật siêu quần, nhưng hiện thân của gã là một sa phu thường đẩy xe cho quan thừa tương chầu giá bệ. Quan thường tưởng có cái hộng ngồi trên chiến bệ, ngài sẽ âm mưu hạ sát tử hoàng bằng cách dùng Ngọc Đường làm dưỡng tử minh linh, rồi tiến cử cho Ngọc Đường đi sứ. Như vậy thì sẽ nguy đến tính mạng của huynh con. Con làm cách nào để cứu hoàng huynh tâu phụ vương? Phụ vương và tướng quốc đang cần sự hy sinh của con. Nhưng con bằng lòng hy sinh, nhưng bằng cách nào? Cha sẽ gả con cho tên sa phu trăm năm kết tóc. Muốn trồng cây tốt thì đừng sợ bẩn tay, muốn con bệnh trong lành thì đừng ngại dùng liều thuốc đắng. Con cũng là định mệnh cho con được dịp hy sinh, xin giảng tạ phụ vương, xin đa mạ quân sư đã có lòng thương nhớ. Thân khuy cá hoàng thường. Trẫm cho phép công tử cứ tự nhiên cục quả nhân đạt mật. Theo kế của quân sư, đêm nay tiệc tiễn công tử sang Tần là đêm cuối, ngày mai này xa biệt nhau rồi. Rạng minh nhật thuyền rồng tách bến, bại hay thành đều do mái chèo của một trịnh sư quan. Trẫm xin hứa, nếu thành công trở lại cô hương
trẫm sẽ cho phép công chúa Tuyết Vân cùng Ngọc Đường nên duyên cầm sắc. Kìa, sao công tử không nói năng gì cả? Đây là một đặc ân mà từ xưa đến giờ triều đình chưa có. Gặp dân nước đang hồi nghiêng ngửa, phận làm trai phải có trách nhiệm dậy núi sông. Lộc Cả kia cũng bản nguyện lắm rồi, vào hoàng tộc thì lòng thần hạ nào dám mơ ước tới. Lòng quân vương tha thiết thắt chặt tình thân thiện, đừng ngại ngục với hảo ý của thiên nhan. Nếu không tuân sẽ mang tội phi quân, và sẽ hối tiếc đã phụ lòng thiên tử. Dạng tạ ơn thâm sâu của quân vương trọng đại, nhưng với công nương thần tự thấy quá thấp hèn. Phụng với gà có thể sánh đôi, sen dễ muốn khó chung một chậu. Tôi nhìn ánh mắt của quân vương thật quá linh cảm rằng hoàng thượng đang lo cho sinh mạng của thái tử Vân Anh phải chết dưới tay của nghịch thần Trịnh Ngọc Đường. Trẫm rất an lòng. Nhưng hôm nay thần hạ được một ân huệ mà vạn kiếp không bao giờ dõi tới. Đây cũng là cái lý mà tôi phải từ chối việc hôn nhân. Thân mẫu có dạy rằng trai phản nước tội ân xẻo thịt, thái hiền chồng tội đáng phanh thay. Thần phải cứu thoát thái tử Vân Anh trở về cổ quốc. Này, thật chấp nhận mang tội tử với vợ phụ. Muôn tâu thần cảm chịu tội khi quân, và xin công chúa lượng thứ tình của người nô bộc. Công tử hãy đứng lên. Nghĩa cãi trẫm vô cùng cảm động. Công chúa con, con nghĩ thế nào? Tâu phụ vương, chàng là trai giúp nước, tiếp lo việc tề gia, có ai phân biệt được gần xa? Ở đời thấp cao trong khoảnh khắc, danh phận công chúa có đáng là bao? Nay được kết bạn trăm năm cùng với một anh hùng, ơ cũng là đại phứ. Hay lắm. Quân dạ. Tường cất tụ. Đúng rồi. Tình của Ngọc Đường gói trọn, nghĩa của công chúa đã đủ đầy. Chờ khi nào hối tạnh mây tan, ta sẽ cho phép cử hành hôn lễ. Giờ tặng mặt không còn lâu nữa, để cho ta gọi hai tiếng phò mã thân. Xin cạn chén ly bôi ta tiễn bước anh hồng. Trên thuyền loan đèo chiến quy đọc đường anh, cho là giáo lý của thánh hiền. Xin khắc cốt ghi xương, những lời nói ấy sẽ là bản đồng hành cùng với hạ thần vui buồn ra nơi bại chiến. Ta là đại đế khắp bờ tiểu quốc, nhưng việc giúp dân ta chưa phải là bậc thánh hiền. Dù ta nối ngôi theo dòng đế nghiệp, chưa thể hiện được mình.
có được sự hy sinh. Ta chưa từng đơn độc xông pha vào rừng địch, như vậy giữa đại thần chỉ có một khanh thôi. Trời còn để có hôm nay, dù không thành đạt đời sau. Lên cao, trẫm cáo biệt trở về cung nội. Tuyết Vân, dạ, cha cho phép con chút chén tiễn đưa người cho đến khi trăng tàn nguyệt hạ. Ta hồng quân. Yeah.
sinh xin nguyện giữ trọn từ đây. Xa nhau vẫn nhớ mình bên nhau mãi. Núi ơi, núi đời mây về đoạn. Phải nở phải duyên, sao nói chuyện phân biệt.
gái sao? Trên quãng đường dài ngậm ngùi nhìn nhau ôi nghe đau xót. Công chúa Ngọc Hoa áo mặc sao qua khối đầu cao phán sao phải nghe vậy? Dạ. Bầu đại dương điều chi? Bỏ sứ giả nói chuyện, xin vào hỏi kiến. Lui tướng lĩnh. Thật là kỳ lạ, trước đây dân anh đi sứ xa tận cầu thân, trọng đã bắt giữ làm con tin, lần thứ hai trọng lấy làm lạ lắm đó. Muôn tâu đại dương, có lẽ lần thứ hai sứ giả sang đây để mang về cái nhục nhã lần thứ hai. Nhưng bệ hạ nên cho sứ giả vào, có lẽ sứ vào đây để xưng lễ cầu hòa và lễ hàng năm lễ cống. Để lời tôi Hồng Nguyên soái ta cho sứ triệu nhập đời, nhưng đối với sứ này không đáng cho ta bài trọng thể tiếp nghinh.
thủ môn quan. Dạ. Truyền đóng chặt đại môn, khai tiểu môn rước sư. Dạ 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 dạ. Điều chi? Âu đại dương, sư không chịu vào. Tại sao sư không vào? Dạ sư nói đi xứ người thì vào cửa người, chừng nào đi sư bảo sao? Dạ sư nói đi xứ chuột thì vào cửa chuột. Cha cha ơi, hướng lên cãi càng thay cho con sư giả dám xem thường lúc triều đình nè. Võ Đạo Quân, Võ Đại Dương, ai sao đại dương dằn cơn thịnh nộ? Dù sao sứ giả cũng đại diện cho một nước, vào tiểu môn như các quan hầu e mất thể diện của một nước. Vì thế cho nên đại dương nên mở đại môn tiếp nhìn sứ giả, và cũng để rằng ta sẽ tìm hiểu thêm về chuyện lục giáp tiên ông và Nguyễn binh thư đồ trận. Hồng Nguyên sải phân bò thật là hữu lý, dù sao ta phải tôn trọng lẫn nhau. Thủ môn quan, truyền đóng chặt tiểu môn, khai đại môn tiếp sư. Dạ, thần sứ triệu xin bái kiến Tần Dương, chúc nghe và dựng lộc. Triều đình trầm miễn lễ, sự triệu khá bình thông. Đội ơn chúa thượng. Ồ, sư triệu đây à? Bộ nước triệu hết người đi sứ rồi sao? Dài chi dài, chân chật đất, hơi thở ngất trời cao. Bệ hạ phán sao hết người nước triệu? Ê sứ giả, bệ hạ tôi muốn nói rằng nước triệu con đã hết người đi sứ rồi sao? Sai người nhỏ tuổi như ông thế này mà đi sứ vậy? Muôn tâu, vì nước tôi có lệ, đi nước lớn thì chọn người lớn, đi nước trung bình thì chọn người vừa vừa, tùy theo nước nhỏ nước to mà chọn người đi sứ đó thưa ngài. Tùy theo nước nhỏ nước to chọn người đi sứ. Nói vậy nước Tần của chậm nhỏ bé lắm thì sao? Theo luật chư hầu, Tần thắng Tề, Tần là đại quốc, nhưng Triệu cũng thắng Tề. Như vậy Triệu là nước nhỏ bé hay sao? Hùng biện thật nên chàng sư giả. À này à, sư kia, sư kia, sư kia, sư kia, sư kia. Sư giả, hoàng thượng tôi gọi ông có nghe không vậy? Dạ tôi nghe rõ lắm chứ. Nghe rõ chứ không trả lời. Nhưng tôi không biết gọi ai. Ngôn ngữ có câu rất dễ dàng phân biệt, như là cái này, cái đó, cái nọ, cái kia. Trong bốn cái, tôi biết được một cái, nhưng không chắc cái nào. Hơn nữa, tôi đi sứ cho nước Triệu, thì nên gọi tôi là sứ Triệu cho phải hơn. Sứ Triệu, sứ nọ, sứ kia, sứ gì cũng vậy. Phong tục xưng hô của mỗi nước khác nhau. Nếu không quá hẹp hòi, cho trẫm xin lỗi có được chăng? Dạ. Thần xin chấp nhận. Hồ Lệ, sứ triệu bậc nhỏ tuổi như ông mà để hoàng thượng là người trọng tuổi xin lỗi, ông thấy có được hay không? Dạ được lắm chứ. Được cái gì? Ngài đừng nóng giận. Sở dĩ tôi để cho Tần Dương tạ lỗi tôi là vì tôi muốn bệ hạ được sánh ngang hàng với bậc Khổng Tử. Ồ, ồ. Vì Khổng Tử thông tuệ những điều nhân lễ nghĩa trí tính, có điều kém hơn Hạng Thác, mới tôn Hạng Thác làm thầy, trong khi Hạng Thác chỉ mới có 7 tuổi. Bây giờ tôi 20 tuổi, tôi hơn Hạng Thác tới 13 tuổi. Như vậy thì có sao đâu. Hạng Thác 7 tuổi, sư triệu 20 tuổi, hơn Hạng Thác tới 13 tuổi. Mà đưa quả nhân lên cao, rồi hạ quả nhân xuống thấp. Ồ thôi, ta bỏ qua chuyện đó đi. Này sư triệu, ta muốn biết về đời sống của người dân triệu. Muôn tâu, ở nước triệu chúng tôi, trên chúa thánh, dưới tôi hiền, người dư tiền chia sớt cho kẻ nghèo, con cháu hiếu thảo với cha mẹ, còn bạn bè thì hết già thân thương. Mỗi khi khách tới nhà,
không trà thì rượu, chứ chẳng phải như bên đây để sứ giả khát nước đứng hầu chuyện buồn rã cả đôi chân. Ây chà, chẳng tay thì thôi, mãi thích nghe sứ quan thấy chuyện mà quên đi cái việc lễ nghi. Thành thật xin cao lỗi, cao lỗi. Không có chi, không có chi. Sư triệu an tọa, đội ơn chúa thượng. Nói thị xong trà. Muốn nước thì nói uống nước, mà đặt nó xa nó gần. Này sư triệu, ta muốn biết về đời sống của người dân triệu, mong sư hoàng thốt cạn. Tô dân, dân tôi sống chuyên nghề nông dân, đồng ruộng tốt tươi lúa đơm hoa, cây lằn ngọt sai bốn mùa tốt tươi. Đêm về nhà cả khắp thôn làng không có trộm cướp côn đồ, vui chia sớt chung cùng niềm vui, buồn chia sớt nhau những u buồn, dài cùng chung dài lo giữ gìn nước con. Vợ chồng bên nhau sống trọn đời khi thác quyền xuống chung mồ, muôn lòng triều dân lòng thơ vua. Nghe mấy lời của sư quan nào là chúa thánh tối hiền, đồng ruộng tốt tươi, dần sống trong cảnh âu ca lạc nghiệp, qua là một thiên đàng trần thế, không gian tham, không trộm cắp. Nếu được như vậy nước triệu sẽ là Ô đại dương, chuyện gì? Có một tội phạm đang mang án tử, chờ sự quyết định của đại dương. Thằng màn án gì phải gia hình muôn tâu. Hắn từ triệu sang tần sinh sống, từ biên chấn quan thái thú giải về triều đình, về cái tội gian tham trộm cắp. Cái gian thái cái tội gian tham trộm cắp, dám xem thường luật triều đình à, võ đạo quân. Ô đại dương, tại sao? Xin đại dương dàn cơn thịnh nộ. Dù sao hắn cũng là dân của nước triệu, mà ta chém đầu trước mặt sứ triệu, coi ra ta xem thường nước bạn. Xin đại dương hãy suy nghĩ lại. Hay, hay vậy nha, cẩm khen đâu nghe hồn. À, này ông sứ triệu, hôm nay có ngài, ngài có mặt ở đây mà trẫm xử phán người của ngài, trẫm thấy vô cùng ai nai lắm. Vậy thì người của dân triệu, trẫm giao cho triệu xử phần. Tâu bệ hạ, hắn tội gì? Hắn là người dân triệu sang tầng sinh sống, mang cái tội gian tham trộm cắp. Này ông sứ triệu, khi nãy tôi nghe ông nói nước của ông nào trên chúa thánh dưới tôi hiền, người dư tiền chia sớt cho kẻ nghèo. Vợ chồng hết lòng thương yêu lẫn nhau, thế thì tại sao lại có kẻ gian tham trộm cắp này với ông sứ triệu? Như vậy thì có gì là lạ đâu. Vậy mà không lạ. Cái giống cam ngọt ở miền Tây đem về trồng ở miền Đông thì cái giống cam ngọt nó lại chua ra. Người triệu thì hết sức thật thà, nay qua tần lại sanh thâm trộm cắp. Có lẽ đây là vấn đề không phù hợp. Muôn tâu thường có ý kiến này. Thế nào? Hễ gặp đất tốt thì trái tốt, gặp đất xấu thì trái xấu, là lẽ tự nhiên. Vậy thì trẫm truyền tha chết. Muôn tâu truyền xử chết. Trẫm truyền tha chết. Xử chết. Trẫm truyền tha chết. Truyền xử chết. Hả? Tại sao vậy sư triệu? Vì đó là một nhân vật tưởng tượng của Tần Dương. Vô hình!
có giết hay tha, nó cũng đâu phải bằng xương bằng thịt. Này sư Triệu, sư sang đây chắc có điều chi quan trọng. Muôn tâu thay mặt chúa tôi trước Vấn An Long Thể, sao là tôi muốn diện kiến thái tử Vân Anh. Này sư Triệu, ông đừng quên rằng chúng tôi đang giữ thái tử Triệu Vân Anh làm con tin. Vâng, điều đó tôi rất rõ, nhưng lòng vẫn tin Tần đã dư hải hà rộng lượng. Vua Triệu học sách thành thang, còn trọng không biết nôi gương có nhiều thứ hay sao? Nội giam truyền cho thái tử Vân Anh và công chúa Ngọc qua hội diện. Đúng lên. Phụ dương chúc niên trường vạn thọ. Triều đình chậm miễn lễ, tất cả khá bình thường. Đội ơn phụ dương. Hôm nay có sứ quan sang tần, chậm cho phép cùng nhau hội kiến. Muôn tâu thần sứ Trịnh Ngọc Đường xin bái kiến Đông Cung. Thấy sứ quan như thấy phụ dương. Sứ quan ơi, đường quá sang cách trở, sứ quan sang đây ắt có điều hệ trọng. Điện hạ ơi, tôi vâng lệnh quân dương sang đây. Đường ngàn dặm xa xôi, giờ thuyền nướng theo ngọn gió xuôi. Hôm nay tôi đã đến đây, lần tay tính lại ngọt năm hôm. Ôi ngày ra đi người để nhớ để thương, để lại hoàng cung sầu muộn đã ba năm trời. Đông cung ơi, với lòng thương con đức quân dương ngày đêm qua. Phụ dương ba phúc. Tiếp xem thái tử lễ ngọt đi, chắc thơ của phụ dương năm qua năm trôi dài, ba năm trời tình thì con khờ lễ cùng thăm bao cùng rơi sầu tình biệt ly xa do thương buồn lo cho tuổi phụ dương nay đã quá cao nơi phương xa Triệu Dương sang đây là để cầu xin Tần Dương trả thái tử Vân Anh trở về cổ quốc. Được, lòng cảm thêm vui. Nhưng một điều kiện, Triệu quốc xin dân ba châu để đổi một Vân Anh thái tử. À, cần gì ba châu của nước Triệu? Nếu cần,
ta lấy con nước rượu với cỏ bàn tới. Sứ giả Triệu Bàn, ông đã nghe danh đại nguyên soái Hồng Đại Lực rồi chứ? Quân ta đi tới đâu, sông núi sẽ trở thành bình địa. Ngài chẳng khác nào như ếch ngồi đáy giếng, thì làm gì biết được trời rộng hay xa. Người xưa có câu biết người biết ta, trăm trận mới trăm thắng được. Đúng, nhưng bây giờ phải nói là ta, ta nắm gọn nước tài trong vòng chỉ có ba hôm. Trong lịch sử còn ai hơn ta không ông Sứ Triệu? Đó là tài điều binh khiển tướng. Còn riêng bản lĩnh của ta, kiếm ta dùng lá rụng, chân ta bước cầm rơi, ông ta ngã dài xa dạng chồng, ông muôn người thu hẹp với bóng ta. Ta cười ha 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 nhiên vô ta thế sao động anh chiều ta. Chân ta đứng vững như thiên thần lực sĩ. Sứ Triệu, còn ai hơn ta không? Dạ có chứ. Ai? Là tôi đây. Sứ Triệu, Sứ Triệu đã hô lời rồi. Chà, chắc có lẽ ông chán đời nên tìm đường tự tử chăng? Muôn tâu thật không nghĩ thế. Hãy nhìn xem Hồng Nguyên soái như thế này, một đường gươm cần hạ sát hàng trăm sinh mạng. Dám so sánh hả? Muôn tô chắc có lẽ ông chán đời nên tìm đường tự tử chăng? Nói mau đi. Thần sẽ thắng, nhưng không do sức lực của thần, mà do... Do cái gì? Do sự hộ trì của Lục Giáp Tiên Ông. Làm gì có chuyện quỷ hoặc như thế? Ta không tin. Nếu bệ hạ không tin thì hứa với thần đi rồi sẽ thấy. Ta không tin, nhưng ta hứa, ta muốn nhìn ngươi làm con thiêu thân, làm trò cười trước ngọn đèn thần. Được, ta hứa đây. Ngươi muốn gì? Muôn tâu, nếu thật thua xin chịu chết phân thay. Còn nếu tròn thắng sao? Thì thần xin cho công chúa Lục Qua và thái tử Vân Anh được bình an trở về Triệu Quốc. Không, không thể được. Âu Đại Dương, Đại Dương đã mà mất đi vệ khí của tướng nước Tần, xá gì với tên điên liều mạng, xin Đại Dương chấp thuận. Có chắc ăn không? Chắc ăn. Được, giữa triều đình cuộc thi võ bắt đầu.
ly rượu độc này sẽ kết liễu cuộc đời của tên phản chủ. Dương phụ, con xin kính lại dương phụ. Đầu giám hạ thần xin kính chào phò mã. Cha, cha đừng làm vậy, khiến con bao tội bất hiếu. Ngọc đường con về lại gia trang trong lớp áo sa phu ngày nào. Đầu giám, phò mã nói gì vậy? Hạ thần là kẻ khi quân phạm tội hay sao? Ngọc đường con không phải là phò mã, mà Ngọc đường vẫn là... Không phải là phò mã, vậy thần phải gọi ngài bằng gì đấy? Thôi thần nhớ rồi, ngài bây giờ là tần tướng quốc của Triệu Bang. Hạ thần cảm tội khi quân, xin ngài tướng quốc tha thứ tội. Gia, đưa quân canh ngu xuẩn, con nào dám dùng chân tước với gia? Hay tin cha bệnh, con vội vàng thăm viếng. Nghe tin con đắc thắng khải hoàng ca, cha hỏa bệnh với mừng vui khôn xiết. Ngọc đường ơi, cuộc đời con nay đã khởi sắc, từ một tên xa phu con tiến thẳng tới địa vị hoàng cung. Thưa cha, danh phận này chức tước có là báo, con nhớ mãi nghĩa thâm tình phụ tử. Dương phụ ơi, thềm cung điện con tập tành nhẹ bước, người diệu con người đó chính là cha. Sao đáng mặt con người, nghe nói thật nghĩa tình, nhưng trong dạ có thật tâm chân. Nghĩ tình đời như gió thoáng mây bay, còn nhớ ngày xưa vì đã hứa với ta những gì. Ngày Ngọc đường, nay con đã là một vị phò mã, vậy con trở về đây làm gì vậy con? Cha ơi, hôm nay con trở về đây là để quỳ xuống chân cha mà nhận về mình cái chết, vì con đã không làm tròn lời thề ước bụi bằng. Xin cha hãy giết con đi, vì con là đứa con bất hiếu vô nghi. Cứ qua thái tử Vân Anh con đã tròn trung với chúa, giờ chỉ có cái chết con người tròn nghĩa cùng cha. Khi con chết đi rồi, xin cha vẫn coi con là một đứa con giữ tròn lòng hiếu thảo. Đấy là ly rượu độc, con hãy cầm lấy và tự xử đi. Đội ơn cha, con xin vĩnh biệt Ngọc đường. Cha khen con khéo xử sự, trọn trung với chúa, trọn hiếu với cha. Nhưng con ơi, cha không thể nào nhìn con chết
để miễn đòi nguyền rủa. Chính cha là người nghĩ đến tội lỗi. Ly rượu này con để cho cha nhận lấy. Cha dập đầu con xin cha ơi hãy thương tình. Phần làm đau con ơn dường như sanh thành. Trên này chỉ có cơ hội là ngày một ngày cho con đã ơn nghĩa tình thâm sâu biển trời. Xin trao về con. Suối vàng lòng con vẫn nguyện luôn lòng người. Không được à, không được. Kìa, Lý Vũ Đông. Trả giang cho thừa tướng Ngọc Thường có tội gì mà ông sát hại chẳng thương tâm. Người quyền cao, lòng bất nhân lòng tà gian. Ta nguyện xẻo thịt bổn gian thần ác độc. Ông đang đền tội rồi trong cuộc đời gian tà. Quân đem thừa tướng giam vào ngục phất. Không đi hả? Kẻ đó bọc xin dập đầu trước quy quyền tối thượng, khấn cầu lưng cả bao dung hải hà rộng lượng. Tha thứ chủ gia trót một lỡ hai lầm. Thấy tấm lòng của người nghĩa bọc chăng? Muôn câu thần lý làm tuổi hổ, xin rước chết để đền tội lỗi của thần làm không giữ phụ. Xin dương huynh hãy tha tội cho thừa tướng, để cho Trịnh Ngọc Đường tròn ân nghiệp với chủ gia. Thấy lão mẫu có tấm lòng nhân hậu, xét Ngọc Đường có công trạng với triều ca, thay mặt lỗ triều ta tạm dung tha. Đội ơn điện hạ. Trịnh Phật mà hãy cùng ta về triều cùng dương phụ. Tâu dân hân hoan đón mừng ngài tâm ân. Ngày mưa đắng qua cũng xin về Ngọc Đường con ơi cha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Lòng như đã qua.